Người phụ nữ Tây Nguyên, ai cũng biết xả gạo, ai cũng biết sang gạo, sang lúa, sang việc hạt gạo, cũng chia rất là nhiều phần. Phần Thầy trong giáo đang chuyện sinh nhé, này để dành nấu cơm. Phần phần tắm chạy đôi để làm rượu cắn, để làm ra ấy nén. Phần phần cuối cùng là phần nhỏ hơn, mịn mềm và là gọi là trống, trống để chờ con gà. Và phần cuối cùng là phần cám, là để cho chờ heo ăn. Cho nên người đời phụ nữ người Tây Nguyên không bao giờ no. Bởi vì là phải chia hết cho tất cả vật nuôi trong nhà. Nên là một sự mua và thay giá được một thứ gạo, nhưng mà không quan bao nhiêu hết. Đây, họ sống rất là nhân văn, chia cho con gà, chia phần để làm siêu phẩm, chia phần cho con heo, con gà xung quanh. Đấy, cho nên cuộc sống của họ làm để vốn vất vả, nhưng mà họ sống, họ chia sẻ cho tất cả con thú vật nuôi xung quanh mình. Ngược lại, con thú vật nuôi sẽ là phục vụ đời sống và vun lại. Đâu cũng là lộng vọng thế thôi mà. No đó, tôi cũng đói đó thôi mà. Thế bây giờ sẵn gạo chưa? Lâu lắm không sẵn gạo. Không vấn đề như ngày xưa. Gạp nó một bên nhưng mà không rồi. Không đổ vào đập hàm, mặc dù cái chồng rất bé. Đấy, 5 cm luôn. Đấy, thì là con chuyện như thế này mới dùng để nấu cơm. Đó, thì đến người Tây Nguyên đói thì nó cũng đúng. Và nó cũng dễ thôi mà.